Sáng ra rồi, buổi sáng tại nhà chị Khanh. Bà ngoại đã dậy rồi mà. Đi chưa, xuống chưa? Đi đi nè. Tối hôm qua mới ngủ mấy giờ, giờ dậy? Ý quên, sáng mới ngủ mấy giờ dậy? 6:30. Sáng 6:30 hả? Ừ. Má ngủ đã lắm á, con biết má ngủ đã lắm nè. Con thấy mà, con dòm má hoài à. Đi má. Đi. Bây giờ hai má con đi bộ. Đánh bao. Bao đánh bao. Có một cái, mấy một cái. Cảm ơn. Con thấy lúc má dậy là 12 giờ mấy á, má đi tiểu. Ừ, xong rồi má ngủ bụt lèo luôn á. Ngủ trên đây luôn. Tới 6 mấy luôn. Hả? Ừ. À. Nhớ mà con quay quan thấy má nằm má ngủ. Ừ. Ngon lắm. Má đi ngõ nào? Đi theo má nè. Đúng rồi. Tưởng nhà mình bên này vô coi. Nhà mình bên kia mà. Tối két nó tới á má. Nó ăn xong rồi nó ở, nó ngồi dưới nó học bài luôn. Không biết nó mấy giờ nó đi ngủ nữa. Ra trường còn học bài nữa. Chưa có ra trường. Ừ. Nhưng mà nói chung là ngày hôm qua là nó coi như là cái gì thực tập gì đó, kêu bằng cái gì á. Ừ. Là xong hết rồi đó. Ừ. Nó mừng quá trời luôn. Ừ. Bây giờ là nó đi nghỉ giải lao mà cuối cùng thấy nó cũng làm bài. Nó cũng phải học. Ra trường thì cái ngày ra trường xong mới bắt đầu mới nghỉ á. Ừ. Bây giờ vẫn còn phải học. Nhưng mà nó không có cực giống như mấy bữa trước. Ừ. Ôi, đi sâu rồi má. Má đi xích cái đây má. Má đi gì mà sát quá vậy? Chó kìa má. Trời ơi, ông đó cũng dắt hai con chó luôn à. Ông này đi đi. Hai ông cho phai. Yeah. It's okay. It's okay. Thank you. Trời ơi. Con chó nó đi theo mình nó sủa trời. Nó thấy mình nó sủa quá trời luôn. Dữ quá ha. Ừ, dữ lắm ha. Nó đó mà nó cũng chắc nó không có lâu nó không có thấy người lạ đó. Ừ. Trời, ổng đi sau lưng mình luôn rồi má. Cái này là xuống dốc quá má. Lát cái chừng mình lên dốc á. Chó kia trụ nó quên chìa khóa. Ừ. Trụ nó leo rào vô mà nó cắn chết. Trời ghê hả? Sao nó ngu quá hả? Sao kỳ vậy? Trụ đó mà sao nó không biết? Chủ nó mà nó không biết hả? Ừ.
chủ nó phải biết chứ ta. Cắn chết luôn hả? Sao má biết? Thì đài người ta nói. Đài hả? Tổng đài nói hả? Có cái mặt nó còn dữ lắm. Má cắn con bà đó chết luôn á. Xong rồi bà thấy bà bệnh con bà nó chẳng cắn má luôn. Trời. Rồi coi như là chủ nó với con chủ nó. Trời ơi. Con chủ nó thì chưa chết mà. Mà chủ nó chết. Trời ghê vậy. Nó thấy bệnh con nhỏ đó. Mà nuôi lâu chưa má? Nuôi cũng mấy năm rồi đó. Trời ơi. Mà chó bự á hả? Vừa thôi hả? Chắc cũng mấy năm đó. Mà cắn sao mà chết chứ ta? Thấy má ha. Ví dụ như cắn thì chảy máu này kia thôi chứ cắn sao mà tí nó chết ghê. Ghê thiệt á. Thôi bây giờ vòng lại đi rồi mình đi ngõ kia nữa má. Ồ cái đồi tưới tưới cỏ kìa. Ủa sao nó cái tia nó nhỏ quá má ha. Cái đồ tưới cây nè. Hồ tưới xa ghê. Quá trời luôn á. Nó hết sủa rồi á. Ôi cái đồ tưới cây quá trời luôn á. Rồi giờ đi này là đi lên dốc đó nha. Nó đi từ từ nha. Đi từ từ nó lên dốc nó mệt lắm đó. Tối hôm qua má ngủ má có lạnh không? Không. Không hả? Không lạnh. Con cũng không lạnh mà cũng không nóng nữa. Cũng vừa ha má ha. Tối hôm qua má nghe nhạc thánh ca xong rồi má ngủ hồi nào không hay hả? Má có tắt không? Có tắt. À má tắt cái má ngủ hả? Ừ. Chứ sao má nằm má ngủ luôn đi má tắt làm chi kệ nó. Để cho nó du dương nghe rồi ngủ. Con với má đi xa lắm á má. Ủa, nhà nằm ở đâu ta? Nhà trên cùng thôi. Trên cùng. Chết mồ lên dốc. Con má đi xuống xa quá trời. Nhà lên dốc mệt nha. Điện một bên. Ủa, nhà chị Khanh đâu ta? Hình như bên này nè má. Quẹo trái là tới nhà. Đây nè. Nó mệt không? Mới dịnh con nè. Đi hai mẹ con cho lạc đường. Mệt đứng đây nghỉ má. Đứng đây hít gió. Đứng đây qua tay qua chân. Hít khí trong lành đi. Nhìn mẹ hiền yêu dấu. Mẹ đã trao về ta. Thật bao âu yếm trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Người mẹ hiền yêu dấu lúc sáng hay về đêm, lòng nguyện luôn luôn săn sóc mẹ bình yên. Và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào khi có ai làm mẹ nghẹn ngào. Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ, con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng. Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình thương yêu con đã trao cho mẹ. Mama ô mama toi qui m'a donné tant de tendresse depuis tant d'années.
sais bien quand je serai trop, je penserai à toi, maman. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng. Sao nó chùm á ha. Ừ. Đó, nó lên cái máy. Cắt xong nó lên cái. Sao chùm mà nó màu vàng mà trong khi nó lên màu xanh má. Ừ. Lên ngõ này má. Ngày mai con má đi ngõ kia ha. Ừ. Bữa nay đi ngõ này, mai đi ngõ kia. Trời ơi, này nó lên dốc. Nãy con má xuống dốc đi nhanh. Ừ. Ở đây Việt Nam bây giờ con làm cái giếng nó tiền hơn. Nghe hả? Ừ. Làm giếng hả? Rồi làm hoài không xong đâu. Không. Đi chắc đi cho mấy cái khu nha. Chắc cho cái khu mấy khu người già với trẻ em á. Ừ đúng rồi. Uổng quá ha, má về không được ha. Ừ. Nhớ là đó con má về đi má nhớ không? Ừ. Cọ mà nó không có bông. Bông dại á. Rồi đó con má đi vô về, đi đâu má nhớ không? Đi bệnh viện. Con nít bệnh viện. Bị bệnh viện ung bướu. Ung bướu. Con má đi ha. Ừ. Cái cho tiền người ta mổ đúng không má? Ừ. Rồi tới nhà rồi. Chiều của má. Ý, trời ơi, trên kia là đi lên lên dốc. Lên dốc bên đó kìa má. Ừ. Ha. Ngày mai mình đi bên đó ha. Ừ. Nhớ nhà ở đâu không? Má, nhớ nhà ở đâu không má? Nhà nào? Nhà này nè. Đi. Vô. Con voi má, chứ là phải con voi mà má nói nhà này có 5 con ngựa. Má nói nhà này có 5 con ngựa. Với lại 3 con heo trên toilet. Mới đi bộ về má ngồi đây má nghỉ ngơi. Mấy người đang nghỉ nha. Đi tắm nha con. Tắm nha. Ừ. Chơi với My nha. My ở đây chơi với má nha. Hả? My ở đây chơi với má nha. Ờ. Trời ơi, đem mền xuống. Mới đã tăng xong xong hả? 120. Nhưng mà đỡ. Đúng không My? 120 tốt rồi. 120 tốt rồi. Mới đi bộ về 120 tốt rồi. Rồi nằm đây nghỉ chơi chút. Canh đẹp không ngoại? Là rồi hồi nãy giờ ngoại ngồi nằm ngồi ngoại ngoại nhìn ngoại nói cô Khanh ở đâu cũng có hoa, bức tranh cũng có cây. Rồi nằm hẳn lại nghỉ ngơi nha. Ừ, đi tắm mấy con. Rồi. Chút nữa chở ngoài đường núi á. Bạn mà đi bộ vòng vòng thấy đẹp không ngoại? Trời ơi, bà ngoại đòi đi đi cái ngõ này nè, đi thẳng lên trên mà con em nói thôi dốc quá à, đi đây, về. Ngoại đi đây nè, đi muốn đi là đi đây nè, bọc ra ngoài. Có, em đi bọc ra ngoài xuống hết luôn á. Ừ. Ha mà ha. Bây giờ ngoài đi ngay chỗ cái triền núi này nè. Chưa chưa đi 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 gặp ngõ này, à, đi dọc ngõ kia. Ha ha. Mày qua mình bên cái nhà bên này nè. Nói đi đi vô coi tượng nhà mình, đi vô coi mà nhớ nhớ là nhà của người ta. Lại đi lộ mà. Thôi, nằm nghỉ tí đi ha. Rồi, đi tắm nha. Con đi lên nha. Ừ, tắm hay hơn. Tắm quá.
nhỏ không ai dễ ôm cho bà ngoại ngủ. Đây là bà chủ nha, đây là ông quan sáng ra uống cà phê. Ông quan like Facebook giàu, ông quan like Facebook giàu nè đó. Không khí rất là im lặng. Hai người đẹp đang làm cái gì đó? Đang làm cá. Không phải sao không? Đang làm cá. Đang làm cá gì? Cái này là cá hanh, cái này là cá diêu hồng, cái này là cá bông lau. Cái món này chiều nay sẽ làm lẩu măng chua. Cái này cá sẽ làm cá ướp muối xả ớt. Bây giờ chuẩn bị đi ăn nhà hàng. Ngày mai cũng sẽ ăn. Có ngày nào không ăn không? Cho bà nói chứ mai mình phải ở nhà chứ hả? Chưa biết, mai chưa đi ăn nữa. Kích Ti đã xuống. Cái ngoại hồ Kích Ti vậy. Áo đầm đẹp quá vậy ta. Bà ngoại thì đang coi tin tức của Hồng Loan Bảo Lộc, nhưng mà không có tiếng tại vì ngoại mắc nghe điện thoại. Cái gì anh nói gì? Cười hoài nào cười cũng chịu, đòi khóc hả? Đúng không? Muốn em khóc hay muốn em cười? Bé két xuống, bé két đã xuống. Két mấy giờ tối qua xuống không? Lúc lần két nó xuống là anh đã ngủ rồi. Két, bây giờ mà con đọc một tiếng nữa mình ăn là con ăn trưa đi ăn luôn. Đi luôn chứ, giờ đi luôn nè. Giờ đi ăn luôn nè. Con vô kiếm ba rồi con ngủ. Nó tối hôm qua nó tới, nó vô nó kiếm ba nó mà nó... Nó ngủ rồi. Yến má chưa có uống nữa nè. Yến tối uống Yến nữa ha. Thao dặn má gì? Dặn má đừng ăn mặn. Thì má đâu có ăn mặn đâu đúng không? Má uống nước muối thôi. Má đâu ăn mặn đâu, má ăn nước mắm không à. Ăn nước mắm không à. Sao ăn muối thôi. Thì Thảo chạy tích tắc đây chở má về luôn. Giống. Má nhà chị Khanh có xa không? Má đi nửa tiếng. Chở má về, má trên đường đi cái đem thằng chai nước muối vô thâu. Ý má đừng, má đang uống nước. Đừng có chọc má sặc bây giờ. Đang uống nước nha. Nè, mỗi một ngày uống một ly này cũng rất là tốt nha mọi người. Phải ly tốt. Ở nhà mình có một bình đó mà cái cất hoài đến tập lần. Vậy à? Uống như vậy, ráng uống mỗi ngày là uống ly này rất là tốt. Rất là tốt nha. Má tội gì lắm, ai nói cái gì tốt tốt là má uống. Má làm à? Má làm hết. Cái này đặc biệt là gì cho đường tiểu. Đúng rồi, cái này là đặc biệt cho đường tiểu của phụ nữ á. Mày ráng mày uống vậy. Con uống nó con cũng chát. Không, con ráng con uống. Không, uống không? Uống hai ngày con uống.
Đâu, ăn ăn đi đi ăn uống mới trước khi ăn uống này khỏi ăn luôn á. No. Về đi uống. Mà thấy sáng con ngoại thuốc nè các bạn. Mà con mà uống thuốc đó là chắc là ngoại sẽ cười. Con để cái bánh ở đây nè ngoại. Uống miếng nước gì bóc miếng bánh. Không thì chị không chịu nổi. Ăn uống nè ngoại. Rồi xong rồi bây giờ con uống thuốc xong rồi là cái bụng con nó no rồi. Nhưng mà không uống được. Ngoại mà cho con uống thuốc với nước lạnh là con ói liền. Ừ. Uống nước ngọt, bây giờ uống nước ngọt hay nước gì cho nó tiêu. Không được, uống thuốc phải uống nước lạnh nó mới tốt. Thì uống cái nước chứ ừ, không có uống nước nước trà cũng không được, uống thuốc với thuốc cũng không tốt nữa. Ở canh gần nó có cái nước để uống thuốc dành cho uống thuốc nữa. Nhưng mà ghê quá, uống nước lạnh sợ quá. Thì chị ăn bánh vô. Không vô không nổi, toàn là từ đó uống hay không à. Hèn cái thuốc nó không work. Đó, cứ hãy một viên thuốc, một cái bánh viên thuốc. Siri nè, nếp siri. Không phải, Ranberry. Ranberry tốt lắm đó ngoài, tốt. Cô này bổ máu nữa. Chị Khanh uống thuốc thua má mà ha. Má uống má uống thuốc giỏi. Uống là chết. Cô Khanh đâu có bệnh đâu mà bị phải uống nhiều. Cô Khanh mua hai cái đèn này cũng đặc biệt. Đẹp ha. Yeah. Đây là cái này là bổ mắt nè, bổ mắt, bổ móng tay. Bao chin á, cái này bao chin nè. Còn cái này là thuốc bổ nè. Rồi còn một viên nữa là vitamin D là cho xương. Rồi buổi sáng uống thêm cái stem cell nữa ngoại. Rồi con uống thuốc của con nữa, uống thuốc mắt của con nữa. Má nói chị bị cái gì mà mắt coi ban đêm, coi điện thoại ban đêm bị hư mắt. Mắt con bị tại vì bị rách. Bị hôm nay nè, lý do tại sao là tại vì con bị áp suất mắt. Con giống ngoại thì bị tim, con thì bị mắt. Ngoại thấy con bị mắt cái áp suất mắt thì chị làm cái gì? Đâu có thể nào em control được đâu. Nó cứ tự dưng nó nói mình một khi ví dụ như con giận quá hay này kia thì nó cũng ảnh hưởng đến mắt của mình, thì đó là về thần kinh. Hoặc là mình buồn quá hay là mình cũng bị ảnh hưởng cái đó nữa. Nhưng mà có những cái chuyện mình đâu có tránh được. Ngoài khi con bị là con bị là khi mà nó lên cao quá là con sẽ bị bể mạch máu. Thì mỗi lần mà mình bể vậy là có khi con sẽ bị rách luôn, rách cái màng mắt á. Nhiều quá rồi, thấy nhiều quá rồi. Có một loại thuốc mà con phải uống suốt đời là cho mắt á, cho màng mắt á. Là mình uống vô thì cho nó đỡ rách. Mà vô tình thì nó rách hoài thì một ngày nào đó con mắt của mình cũng sẽ bị hư. Nhưng mà nó nói con là cho dù là con kho mắt con hư đi nhưng ngoại nhìn ngoại không biết. Nó vẫn con vẫn bình thường như vậy mà thật ra nó hư ở trong. Thì hư trong chứ không lẽ hư ngoài. Có nhiều người hư mà giống như nhìn như là thần luôn. Có nhiều như mắt hư nhìn thấy đi. Mới nói mày đừng có coi ban đêm, coi hư mắt. Thật sự cái này nguy hiểm lắm. Đúng rồi. Đây. Nguy hiểm lắm đó nha mày. Nếu mà muốn coi điện thoại là phải mở cái đèn lên. Chứ lại chịu khó nhỏ thuốc. Nhỏ thuốc mắt hoài. Đâu có coi, nghe thôi chứ đâu có coi. Nghe thì đâu sao. Thế là My làm việc nhiều đó, My vô computer này kia đó, My phải nhỏ thuốc mắt á. Lớn tuổi á, đủ thứ chuyện á. Nhưng mà ngoại ơi, cứ lạc quan ngoại ơi. Chả sao. Người số phận. Bây giờ mày sợ quá mày làm được cái gì. Chỉ có nhịn đói thôi, nhịn đói cũng chết. Mà giờ nhất định không ăn một miếng đường nào cũng chết, không ăn một chút xíu muối cũng chết. Xuống đường xuống muối cũng đâu có tốt đâu, thật sự đâu có được. Bác sĩ nó cũng nói mình á, nhưng mà mình cẩn thận thôi. Mình này mới thấy ba. Cái gì? Mớ hả? Thấy ba. Trong này thấy ba đâu? Mình coi lại. Thấy ba đâu? Thấy hình á. Hình á. Ủa gì hả? Tự nhiên ba hiện lên hả? Thấy ba đâu? Ba nằm bệnh viện. Ba nằm bệnh viện đâu? Cũng cái hình nó thôi, đóng tô tô á. Thấy hả? Ừ. Ở đâu có vậy? Ai biết, má nó sao đưa. Ở đâu ai rồi, em biết. À, cái điện thoại này nó liên vô cái điện thoại của con. Cho nên là... Sao liên được hả? Điện thoại mà sao liên? Cho nên là của con là nó thấy hết. Của má dạ. Thấy hết cơ hình của con. Cái gì vậy? Ủa? Thấy cao hả? Ờ. Cái gì vậy?
Nè, nó lên vô đây nó hết nè, thấy hết nè. À, đúng rồi nè. Ủa sao kỳ vậy? Ai mà đúng không đúng rồi. Cài sao vậy hả? Không biết cái này, à cái điện thoại này của con nè, đưa cho má xài đó. À, đúng rồi. Ủa, Christy đâu rồi? Trên lầu á má. Không có. Chắc trong phòng á. Mới thấy tin lầu mà. Mà đâu? Ngủ đã quá trời luôn. Ngủ đã không? Má, má nằm ở đó ngủ đã má ngay. Tưởng tối qua má đi ăn trộm, ai nhà đâu có đâu. Tối qua má cũng ngủ quá trời luôn. Bây giờ sáng ra má cũng ngủ nữa. Ngủ đã quá. Yên lặng ngủ đã. Đắp ăn xong về chiều ngủ tiếp. Trưa ngủ tiếp. Ngủ xong rồi dậy thì con má đi bộ tiếp ha. Đi bộ đi ngõ hướng bên kia. Con ngủ hả? Mấy nay thiếu ngủ. Mấy nay thiếu ngủ hả? Ủa sao con nói con học xong rồi mà con còn ít thớ chưa có học. Chưa học xong hả? Nhưng lúc mà ra trường rồi là hết học đúng không? Nghiêm. Ra trường còn bắt học nữa đi hả? Ra trường là hết học đúng không? Lẹ mà. Còn có mười mấy ngày nữa là hết học rồi. Ráng đi. Ráng intern một cái nữa đi. Hết intern rồi. Hết intern rồi hả? Chứ giờ còn ngày hôm qua con học cái gì? Học lớp. Intern là khác. Bữa giờ thi ok không? Cũng được. Cũng được hả? Đi. Ây da, ây da. Ây da, ây da. Ghê quá. Đi. Kích Ti ơi. Kích Ti đang làm gì? Cái gì vậy? Giật bẻ hả? Trời mắc mớ rồi giật bẻ vậy. Coi coi. Đâu? Để đẹp lên coi. Giật bên nào? Hai chân. Hai cái luôn hả? Tiêu quá, tiêu quá. Không, nằm xuống. Ngờ, cong cái lưỡi lên. Đúng rồi, ẻ ơi, ẻ. Để lâu thì còn lâu luôn. Lần chút nó hết. Đưa cái tay lên. Đưa một cái tay. Đưa một cái tay qua đầu, tay bên này nè, cái bên chân bên này bị cái tay bên kia. Giờ người ta kêu cong, cong người ta kêu à. Cái móng không lưu thông rồi ta. Cong cái lưỡi lên á. Thơ chị cần đồ để chân thêm ở đây thơ. Chị muốn cái gì? Bỏ hình em đi thơ đi. Hả? Bỏ hình em đi thơ. Đi đi nha. Đi lên xe đi lên nói. Đi đi đi. And call. Rồi rồi. Rồi ba mươi chân. Đi làm sao? Két với lại hơn, bạn két. Ti chở Quang với Két hả? Chờ nó chở Két cái gì? Ủa? Bé Két chở hay là Két Ti chở? À, Két Ti có meeting. Vậy con chở ba thôi. Ba thôi hả? Xe chị chở được 5 người. À vậy. Gửi địa chỉ đi. Hay là đi theo xe đi Két. Không, nhưng mà đi xe là in case lỡ lo đủ cái chuyện gì mất công. Là Két chở ba đi ha. Còn má Khanh chở mẹ với bà ngoại với cô dì My với cái Ti. Rồi bây giờ mình lên đường đi ăn. Chị Khanh lái xe, cái Ti ngồi kế bên, bà Tám với chị cái My là chị đường đó nha. Với lại bà ngoại ngồi đằng sau. Bé Két thì chở Lê Quang rồi. Chúng ta lên đường đi nhé. Tối hôm qua cái Ti ngủ được không cái Ti? Dạ ngon. Ti ngủ à con. My ngủ được không My? Anh giống như là khách sạn mà sao mà được. Nhà cô Khanh giống như khách sạn.
Xịn hơn khách sạn nữa. Xịn hơn khách sạn nữa. Két nó chờ chị Khanh đi, rồi nó đi đi theo sau sau rồi. Sáng mình đi đường này. Đúng rồi, sáng mình đi bộ ở đây nè má. Trời ơi, dữ vậy, đi bộ đây. Đi xuống dưới đây luôn. Dữ vậy. Má đi sung lắm. Hồi đi về leo dốc rồi đứng nghỉ mệt quơ chân quơ tay rồi đi lên tiếp, rồi má còn đòi đi tiếp đó, nói thôi đi về đi má. Má đòi bọc đi vòng đằng sau á chị Khanh. Má coi má tham quan để bữa nào má mua nhà ở trên này sáng, má ở sáng dẫn má đi phía sau cho má đi chút xíu phía sau có mua nhà nhỏ thôi thơ phía sau thôi. Tự mua nhà lầu mua nhà trệt á. Có đâu lầu. Trên này nhà lầu không à, có trên kia có nhà trệt. Dạ. Vài cái thôi nhưng mà có. Chị Thơ xuống với em mua nhà đi. Mua chị lên đây xa xôi. Trời đất ơi. Nó nói chuyện ngộ. Xuống với em mua nhà, với em là về hưu là số 1 trên nước Mỹ mà. Sao chị về em xong rồi lên lâu cái kỹ bà ngoại có cá. Ngoại nó kêu ngoại đừng có lên đây xa xôi, mà từ nhà ngoại lên đây 45 phút, từ nhà ngoại lên nó 1 tiếng rưỡi. Thì lúc đó ngoại nhà ngoại dưới đó rồi thì ngoại đâu có ở xa nữa đâu. Gần em, ngoài thấy nó nói tiếng Việt cơ, ngoài thấy không nó nói tiếng Việt cơ ngoài. Cho mẹ cứ tưởng em ở trên này biết, mẹ nói con lên biết, mẹ tưởng con ở trên đó nè. Tới nơi rồi. Mở cửa cho ngoài xuống trước. Mở cổng đại. Rồi, tới nơi rồi. Mặc áo đẹp quá. Thanh từ má. Có phải áo không qua đâu. Phải. Mày khác. Mày khác. Két ngại nó đi lên lầu. Đồi núi không nè, má lên nó mỏi chân không? Hả? Mỏi chân không má? Sao đâu? Má đi được mà sáng má đi quá trời luôn. Kìa ông Quang đứng trên kia rồi kìa. Không đứng trên kia kìa. Just so fair with this world, telling my whole life. Lát nữa đi. Trời, Quang bò lên tới đó trước mình là kìa. Quang bò lên rồi. Thơm quá. Trời, nghe mùi thơm quá. Quang à. Ai đây? Ai vô trong rồi hả? Bò lên hay vậy? Đi tiếp đi. Được không? Hay quá. Chị Thanh chỉ thở. Hey, đồ ăn đã ra. Rồi. Salad gì đây? Hai loại khác nhau hết. Cái này là Caesar salad. Ok, bây giờ mọi người tự nhiên nhé. Tự nhiên xin mời. Mời, không mời ngoại, mời mọi người. Cái này ngon quá. Alright. Oh, that's different, huh? Chicken đó, barbecue chicken. Khác nè. Cái này là pizza vậy đó. Dạ đúng rồi, cái này là caprese. Wow, chicken chicken ngon quá. Cái này là mới ăn chơi thôi nha. My lấy cho má đó nha My. Ăn thiệt nữa đó. Ngon két. Cái này là mới ăn chơi thôi chị Khanh ha. Ăn thiệt và món cá. Cái này cái gì đây? Nè đó. Nhiều quá không? Nhiều không? Rồi. 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 Cái này cái gì vậy? Cái nuôi nuôi. 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 Bát sắc như cá ta vậy. Mát cơ luôn nhỉ. Được. Chưa thử cái bình kia. Còn hai cái cá nữa. Cá. Cá salmon. Cá ngon lắm, cho má đi. Hamburger mình ăn ở trong bỏ bớt cái bánh mì nè. Rồi nâng ly. Má nâng ly đi. Chúc mừng sức khỏe bà ngoại. Nâng ly đi. 1 2 3. Vô. Chúc mừng bà ngoại. Ngoại. Gia đình mạnh khỏe hạnh phúc. Ngoại. Sức khỏe ở với con lâu lâu nha bà ngoại. Bây giờ ngoại phải chia ra tại vì ở với con nữa. Lúc nào con sợ ma là con cứ ngoại lên liền. Khỏe để đi đám cưới con.
Đâu rồi. Sắp cưới con nữa bà ngoại. Đám cưới bồ. Chừng nào có cái đám cưới cho bà ngoại ăn đám cưới coi két. Ngoại Christy năm nay gần 60 rồi mà nó chưa có bồ. Trời ơi, Christy 40 chưa có bồ sao két nó có bồ được. Sạch nhất. Kia sạch nhất, sạch nhất, sạch nhất. Mình ăn 9 món đó. 9 món đó ngoại. Sạch nhất. Ngoại ăn ngon là vừa rồi. Sạch nhất của em nè, còn chị My thôi đó. Đó. Đương nhiên cái gì cũng vậy, ngoại không có làm cũng như ngoại ăn cái gì cũng được nhưng mà cái gì cũng ít thôi. Chứ ngoại ăn nhiều quá là không xong. Nó sạch rồi nè. Này cho mày thử miếng nè. Mì. Nó sạch rồi nè. Mì có thiệt không? Chút chút chuỗi. Má uống nó sạch rồi nè. Mới đập mới đừng có la, ý mới nói đừng có la. Nó mà ngoại uống đồ đỏ không sao, ngoại nó rất là sao? Tốt cho tim. Bác má sợ đúng đứa. Bị tim má là bác sĩ nó ghi lại mấy đứa nó la. Trả cho chị Khanh lấy thẻ của em nè chị Khanh. Thơ này ngoại ghét lắm, ngoại làm bộ lắm, ngoại nó nói gì cái nó có đưa ngoại ơi. Em ơi mắc ha, nó trả cho mà nó có đưa ngoại nó vậy ngoại đi. Chúng em cảm ơn chị Khanh. Ở đây rẻ hơn đồng. Ở đây thì mát hơn. Ở đây mát quá trời luôn. Bên kia là có cái view, tại muốn cho ngoại với My cái view. Trời, người ta trả tiền, bên đó view. Trả tiền. Lần sau chị Khanh dắt em đi cho em ngồi đây nha chị Khanh. Sao mình đừng ăn đây để ăn chỗ khác. Trời ơi thơ là nó dẫn nó đi vô mặt đau nồn. Tại sao mình nghĩ sao ta dẫn nó ra đây Christy. Cái mơ. Cái bữa nay ơi, bữa, đâu bữa nay là em đi theo ăn ké bà ngoại với đúng. Chị Cam My. Thì lần đúng. Sau mà em là dây chính á thì chị cho em ngồi đằng đó. Đằng đó rẻ ăn đồng à. Rồi tới giờ chúng ta phải đi về. Chúng ta đã ăn xong rồi. Chúng ta đi về. Bé Cát đã chở Lê Quang về rồi. Thôi cổng chị xuống. Em sẽ đi che dù cho chị Khanh. Em sẽ đi. Thư tình anh đã biết. Em sẽ đi. Những gì thơ đã trao. Kinh. Cái tiền nó nói chị kinh quá kìa. Kinh quá, kinh luôn. Mới cho nó ăn mà nó nói chị kinh. Các bạn mới cho nó ăn ra nó phản bội liền. Bữa đó, thơ nhớ không, mình đi là mùa đông. Đúng rồi, lúc đó còn khô quá, chưa có cây. Không nhận lên một cái quá trời. Nó chị cây. Ngoại nguyên một cái vườn này là vườn nho để nó trầm rầm rủ á. Người ta làm cái cây khô để làm vàng hay. Đó phải, nó của nó đó, đó là cây nho đó, đúng rồi. Mấy mốt mà nó ra trái nó quằn xuống luôn á My. Chị mong mấy cây chị mà nó lớn lên được tới giờ này chắc nó lâu lắm My. Từ từ chị ơi, nó lớn bây giờ. Thấy chị con chị không? Đùng cái nó lớn liền luôn vậy không? Mới nhiều lúc mới đây là 30-40 năm tới rồi không? Nhanh lắm. Bữa nào chị có cháu nội luôn á. Lúc đó chị nói, ôi sao như anh vậy thơ.